Hello, mến chào tất cả quý cô chú anh chị em nha. Thì trong buổi sáng hôm nay em giới thiệu đến tất cả nhà mình một cái chiếc xe, đó là Innova hộp số tự động nha anh chị, đời 2013. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều anh chị em là sẽ hỏi về cái chiếc xe Toyota Innova mà số tự động, thì hôm nay bên em cũng có lựa được một con này cũng còn chất lắm anh chị ha. Con này thì chỉ có đi gia đình thôi anh chị, nhưng mà chủ xe á, thì đi gia đình nhưng mà ở nhà có ai kêu á, thì mình cũng có chạy kiếm thêm, cho nên là chất xe cũng còn khá là đẹp. Chủ xe nè là còn để cái màn hình ring của xe luôn, nhưng mà về bên em thì bên em mới vừa lên cái màn hình nè, cam da đó, tem tụi em còn chưa bóc luôn anh chị, cho nên là chút xíu nữa em sẽ chạy tới một cái công viên để em giới thiệu chi tiết cho anh chị cùng xem nha. Rồi anh chị cùng chờ đón nha. Rồi bây giờ đã tới nơi rồi anh chị ơi, và giờ em xin giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị em mình một cái mẫu xe, đó là Toyota Innova đời 2013, số tự động nha anh chị, động cơ là 2.0, đi phải nói là rất là mượt mà, rất là sướng anh chị. Cái dòng 7 chỗ mà Toyota nữa thì rất là bền bỉ nha anh chị. Em ơi, anh chị cùng xem nè, cái cản phía trước của em nó đời 2013, biển số là 65A03785. Nói chung là nhìn cái mặt phía trước nó rất là liền lạc, từ hai cái đèn lái nè còn rất là sáng, đèn gầm nè, hai cái đèn phía trước nè, đèn gầm anh chị ha, nhìn cực kỳ là sáng luôn. Xe của mình đây là một cái dòng mà bản G anh chị, bản G là bản đủ số tự động, cho nên là có trang bị nè bốn cái mâm đúc rin theo xe, bốn cái lớp cũng còn khá là dày, dày khoảng là 80% nha anh chị, bốn cái lớp. Tất cả những cái ốp cửa nè bên em là ốp xi hết rồi. Nói chung là một cái dòng xe mà bên em đã kiểm tra hết rồi, không lỗi nha anh chị, tất cả những cái nẹp bên đây nè rất là liền lạc luôn. Mời anh chị chúng ta cùng đi một vòng anh chị, để chúng ta nhìn ngắm cái giao diện phía bên ngoài của em nó. Đó, đèn trước đèn sau bên em là đều có ốp xi hết rồi, Innova G nha anh chị. Những cái dòng Toyota mà Innova là có rất là nhiều bản ha, bản Z nè, bản E nè, bản G nè, mà từ 2012 trở đi anh chị, bản G là số tự động nha anh chị. Anh chị nhìn nè ha, tất cả những cái nẹp về che mưa nè đều là ok hết anh chị ha. Đó, rất là tuyệt vời. Bây giờ em mời anh chị chúng ta cùng xem. Nói chung là túp bi túp lô cũng còn khá là đẹp. Keo chỉ thì anh chị là yên tâm, keo chỉ là nguyên rin. Xe này thì để em coi hết Udo là đi được bao nhiêu rồi. Udo là đi đúng chuẩn luôn, 168.000 cây nha anh chị. Mời anh chị chúng ta cùng xem ha. Đây, phía bên trong túp bi túp lô ha. Đây, túp lô cũng còn tương đối là đẹp anh chị. Đây, mặt này là rin theo xe luôn, nó rin theo xe anh chị nhìn nè, nó liền lạc, nó không có khác màu. Xe được trang bị hộp số tự động nữa, cũ số nè, hộp số tự động anh chị. Xe này là trước kia chủ xe ở nhà đi là có theo cái màn hình rin, hồi qua về bên em thì bên em cũng đã lên cho một cái màn hình Android, cam da đầy đủ hết rồi, máy lạnh là cực kỳ lạnh luôn anh chị, là yên tâm. Nội thất thì bên em là đã bọc lại một bộ ghế da mới hoàn toàn, trần vẫn là trần nỉ rin theo xe anh chị ha, tất cả mọi chi tiết nè, đèn đuốc nè đều là hoạt động bình thường hết. Hai dàn lạnh độc lập nha anh chị. Mời anh chị chúng ta cùng xem ha. Tiếp theo mời anh chị nè, xem về trong các nách cửa nè, chưa có một cái dấu hiệu tháo mở gì hết, chắc xe còn ok lắm anh chị. Nước sơn rin cũng còn khá là nhiều, nói chung là nước sơn rin còn khá là nhiều ở bên trong nách cửa rồi anh chị. Bên ngoài thì nhiều khi là bên em cũng đã có là dặm tuốt lại rồi nha anh chị. Thì xe cũ mà, thì không thể nào mà tránh khỏi được cái việc mà trầy xước. Đây, mời anh chị chúng ta cùng xem nè. Thì cái phần này thì bên em cũng đã nhúng lại rồi, nhúng lại mới luôn rồi. Keo chỉ thì anh chị là yên tâm, nguyên rin, nguyên bản. Sẵn tiện mời anh chị chúng ta cùng xem về phía bên trong cái khoang nội thất này. Đây, khoang nội thất phía bên trong ha, rất là rộng rãi luôn. Đây mình có thể là bật cái ghế dựa này ra, mình dựa mình đi cái đường dài 200-300 cây số là vẫn bình thường, thoải mái, không có vấn đề gì anh chị ha.
Nói chung là nội thất là sạch sẽ, mới 100%, bên em đã bọc lại mới rồi, nên là ngồi rất là thoải mái và rất là sướng ha, nhìn rất là sang trọng luôn. Cái nội thất này nó phù hợp với lại cái túp bi túp lô của xe, cho nên là nhìn rất là hài hòa, rất là sang trọng. Rồi, mời anh chị chúng ta cùng xem phía bên trong đây. Khi mà chúng ta chở không đủ tải thì chúng ta lật hai hàng ghế này xuống. Mới túp bi túp lô anh chị ha, túp bi nè, rất là đẹp. Hai dàn lạnh độc lập nha anh chị. Tất cả mọi chi tiết nè. Những cái xe mà chạy dịch vụ nhiều anh chị thì nó mấy cái phần mà túp bi nè, nó trầy trụa hết anh chị, phần này là còn nguyên. Đây, đội nè, đồ nghề nè, còn nguyên hết anh chị. Nếu mà đối về chất xe thì em thấy cái xe này cũng là tương đối đẹp. Em nghĩ là lúc trước chủ xe thì không có đăng ký chạy Grab taxi đâu, nhưng mà em nghĩ là ở nhà người ta có thể là người ai kêu đâu người ta chạy đó thì có anh chị ha. Đó, đối với chiếc xe này theo em nhận định như vậy vậy ha. Đây, tất cả mọi cái chi tiết ở phía sau xe nè anh chị nhìn nè, còn nguyên bản hết, chưa có một cái dấu hiệu tháo mở. Nói gì kêu chỉ thì anh chị là yên tâm, nguyên đinh nguyên bản. Đây, nói chung là một cái chiếc xe mà người ta đi gia đình đó anh chị, thì thường thường là anh chị nhìn tất cả mọi chi tiết đó, nó đều liền lạc lắm. Khi mà nó mòn nó cũng phải mòn đều. Còn mình đi mà dịch vụ á là cái chỗ nào mà khách khứa người ta ngồi nhiều á, người ta va chạm, người ta cọ quẹt nhiều á thì chỗ đó nó sẽ mòn nhiều anh chị ha. Đây, em mời anh chị chúng ta cùng xem túp bi túp lô ha. Đây, phần túp bi nè cũng còn tương đối đẹp, khóa trẻ em luôn ha, rất là an toàn. Đây, có bình chữa cháy luôn anh chị. Nếu mà xe taxi dịch vụ thì người ta sẽ có khoang đục, mà thường thường là những cái dòng mà Innova, dòng G, dòng sang này thì ít ai mà lấy chạy dịch vụ đó anh chị. Mời anh chị xem nè, trong những cái nách cửa này chúng ta so sánh cái màu sơn ở trong với màu sơn ở ngoài nó có trùng hay không anh chị ha, là mình sẽ biết được cái chất xe nó như thế nào. Đó. Tất cả những kính này đều có dán phim cách nhiệt hết rồi, về che mưa là nó được lên mới hết rồi. Phía trên này còn có cái ba ga để chúng ta có thể là chở đồ và tạo cho chúng ta một cảm giác cái xe mình nó rất là chắc chắn, rất là khỏe ha. Phía sau xe còn có cái cánh gió nữa anh chị nè. Đó, cánh gió phía sau nó nhìn cũng khá là hay. Có những xe là có cánh gió này, những xe là không có nha anh chị. Xe mình thì có trang bị cánh gió luôn, rất là tiện lợi. Động cơ là 2.0. Cái độ tiêu hao của nhiên liệu nó khoảng là 10 lít trên 100 cây nha anh chị, tùy theo cái cung đường và cách chạy của mình nữa. Đây là một cái dòng bản đủ, cho nên là vô lăng là sẽ là vô lăng 4 chấu, bánh mâm vô lăng tích hợp luôn anh chị ha, trang bị là hộp số tự động 2.0. Bây giờ thì em mời anh chị chúng ta cùng xem về cái phần mà động cơ khoang máy nha. Rồi, động cơ khoang máy. Em mời anh chị xem về động cơ khoang máy ha. Động cơ khoang máy là bên em đã kiểm tra hết rồi. Anh chị là yên tâm, bên em sẽ bảo hành động cơ máy móc cho mình là 3 tháng. Và đối với cái dòng mà Toyota Innova này thì anh chị là yên tâm ha. Máy móc cực kỳ bền. Một loại nồi đồng cối đá ha. Xe mình có trang bị nè, thắng đĩa ABS nè. Động cơ của mình là 4 máy. 1, 2 nè, 3, 4 máy. Máy nổ cực kỳ êm ái luôn. Đặc biệt là về đâm va cắn đụng là không có nha anh chị. Anh chị nhìn nè, hai bên má, hai bên với lại cái thanh ở phía trước nè. Tất cả những cái chỗ hai cái phía trước, hai bên mé của cái kết nước nè ha, không có một cái dấu hiệu đâm va hay gì hết, cấn đụng gì hết. Bên em cam kết với anh chị bằng văn bản nha. Anh chị nhìn ha, so sánh hai bên. Những cái đường gân gân này nè, không thể nào mà mình làm được rin như vậy đâu anh chị. Thêm cái nữa anh chị nhìn nè, capo vẫn là capo rin theo xe. Keo chỉ nguyên bản. Mình nhìn máy móc hả anh chị nè, nắp dàn cò là chưa có mở anh chị ha. Máy móc là còn nguyên si nguyên bản hết, nên là anh chị là yên tâm. Máy móc mà thường thường những cái máy móc nào mà anh chị mua xe anh chị để ý ha, cái nắp dàn cò mà người ta mở ra người ta chỉnh cam cò là chuyện bình thường ha. Khi mà một cái máy móc mà người ta mở một cái má ra rồi thì có nghĩa là cái máy đó đã làm rồi anh chị ha. Đó, còn cái này là máy móc là nguyên si nguyên bản anh chị, vậy là yên tâm. Thắng đĩa ABS, kết nước nè, vẫn là kết nước rin theo xe.
những cái dòng ta đi nhiều quá hoặc người ta đâm va quẹt thì cái kết nước này nó mới hư anh chị ha. Còn không là cái kết nước này rất là bền bỉ. Đây là kết nước trinh theo xe luôn anh chị ha. Đây, mình nhìn kết nước phía trước nè. Không có một cái dấu hiệu mà nào mà bị cấn, bị trầy, bị gì hết anh chị. Còn nguyên hết kết nước. Nói chung là tất cả mọi cái chi tiết mà phần đầu ở phía trước nè, theo em nhận định là thấy là còn nguyên bản hết anh chị, chưa có một cái dấu hiệu gì hết. Và đăng kiểm thì còn khá là dài anh chị, còn tới tháng 2 năm 2024 lận. Cho nên là mình đi cũng còn là dài anh chị ha. Rồi, còn phần gầm bệ thì anh chị là yên tâm, bên em đã kiểm tra hết rồi và khi anh chị lên thì bên em sẽ nâng cái gầm lên cho anh chị cùng xem luôn ha. Và một chiếc xe cũ mà anh chị thì không thể nào mà hoàn hảo 100% được, thì anh chị có thể là đến trực tiếp bãi xem xe số 900 quốc lộ 1A phường Tân Tạo quận Bình Tân. Thì mà anh chị mà chưa vừa ý cái chỗ nào thì bên em là sẽ có thể là dậm tút lại cho anh chị nè, chỉnh sửa lại cho anh chị có một chiếc xe là hoàn hảo để mình về mình đi gia đình ha anh chị ha. Và nâng cái phần gầm lên cho anh chị thấy là gầm bệ mình có bị mục mọt hay là gì hay không. Đây, một chiếc xe anh chị nhìn form dáng bên ngoài ha, rất là liền lạc luôn tất cả mọi chi tiết. Thì anh chị nào mình mà quan tâm tới cái mẫu xe mà Innova đời 2013 số tự động động cơ 2.0 thì hãy nhắc máy lên và gọi đến số tổng đài nhân viên bên em nha. Với số điện thoại là 0775 462 hoặc số điện thoại là 0988 111 554. Rồi, thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở địa chỉ là số 900 quốc lộ 1A phường Tân Tạo quận Bình Tân nha. Rồi, em xin chào.